Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Có phải Việt Nam đang xây dựng tư tưởng Nguyễn Phú Trọng? Ngày 24 tháng 6, BBC Tiếng Việt cho hay, Tổng bí thư tiếp tục ra sách, truyền bá tư tưởng Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, cuốn sách xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ra mắt vào ngày 21 tháng 6 trong một buổi lễ tại Hà Nội. BBC cho biết cuốn sách dày 900 trang của Tổng trọng được hoàn thành trong khoảng 15 tháng giữa những đồng đoán về sức khỏe của ông cũng như những biến động chính trị dữ dội ở dàn lãnh đạo. Vì tổng bí thư ba nhiệm kỳ này đã nhiều lần ra sách, đa phần là tập hợp các bài phát biểu, nói chuyện, trả lời phỏng vấn, với nhân đề sách thường là các câu khẩu hiệu cho thấy chủ trương của đảng Cộng sản Việt Nam. Theo BBC, cuốn sách lần này gồm 3 phần. Phần thứ nhất xoay quanh vấn đề xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc. Phần thứ hai tập trung vào việc phát triển toàn diện, đồng bộ để văn hóa thật sự là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước bền vững. Phần cuối là áp dụng những lý thuyết vào thực tiễn cuộc sống. Và đây là hình bài trên BBC. BBC dẫn báo điện tử chính phủ cho hay, sách tuyển chọn 92 bài viết, bài phát biểu, bài nói, lượt ghi, trả lời phỏng vấn, thư của ông Nguyễn Phú Trọng, trong đó bài viết sớm nhất là năm 1968. Vẫn theo BBC, chỉ tính trong năm 2023, ông Trọng đã ra mắt ít nhất 5 cuốn sách, với nhan đề mỗi cuốn sách là một khẩu hiệu như là hiệu triệu toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Những cuốn sách do vị giáo sư chuyên ngành xây dựng Đảng làm tác giả, thường trở thành tài liệu chỉ đạo đường lối để các cơ quan, ban ngành địa phương quán triệt thực hiện. BBC bình luận, từ trước đến nay, Việt Nam chỉ có tư tưởng Hồ Chí Minh chưa có vị lãnh đạo nào khác được vinh danh, tôn sùng như một vị minh quân như ông Hồ. Gần đây, vấn đề tư tưởng Nguyễn Phú Trọng đã xuất hiện và được bàn luận. Không chỉ dừng ở trong đảng, mà trên phạm vi toàn quốc đã có những chiến dịch truyền thông, tuyên truyền nhằm khơi gợi cảm xúc, niềm tin tương tự đối với ông Trọng trong quảng đại quần chúng. BBC nêu các dẫn chứng, ví dụ, không ít chính trị gia cấp cao ca ngợi ông Trọng như một vị minh quân. Không ít bài thơ, bài hát về ông đã được phổ biến. Và đây là hình ông Nguyễn Phú Trọng có nhiều điểm tương đồng với Tập Cận Bình của Trung Quốc. Vị Tổng Bí Thư còn được gọi với những cái tên khác đầy sự ca tụng như Người Đốc Lò Vĩ Đại hay Sĩ Phu Bắc Hà. BBC so sánh với Trung Quốc để thấy sự tương đồng về việc nắm quyền lực lâu nhất cũng như việc truyền bá tư tưởng. Trung Quốc đã xây dựng và truyền bá tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, gọi ngắn gọn là tư tưởng Tập Cận Bình. Đảng Cộng sản Việt Nam dù chưa chính thức công bố khái niệm tư tưởng Nguyễn Phú Trọng, nhưng cách tuyên truyền cho các cuốn sách, các ý kiến chỉ đạo, cùng việc xây dựng hình ảnh cho ông Trọng có nhiều điểm tương đồng với nước bạn, đảng bạn. BBC cũng cho biết có hàng chục, hàng trăm sự kiện tương tự đã diễn ra xung quanh các cuốn sách của ông Trọng ví dụ như các cuộc thi thuyết trình tìm hiểu về những cuốn sách này, cùng với những bài viết ca ngợi chúng của các nhân vật tên tuổi như trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, tiến sĩ Phan Văn Lương, tiến sĩ Vũ Xuân Trường. Thậm chí, hệ thống giáo dục toàn quốc còn phải tập trung nghiên cứu, xây dựng thành tài liệu học tập, nghiên cứu về văn hóa trên cơ sở nội dung cuốn sách. BBC cho biết thêm, các lãnh tụ cộng sản thường xuất bản rất nhiều sách, với đa phần là tuyển tập tổng hợp thư từ diễn văn, bài báo, văn kiện đảng. BBC liệt kê ra như bộ sách Lenin toàn tập, Mao Trạch Đâm tuyển tập và Kim Nhật Thành với tập sách lên tới 100 tập. Việt Nam thì có Hồ Chí Minh toàn tập. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Có phải Việt Nam đang xây dựng tư tưởng Nguyễn Phú Trọng hay không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Quan hệ Việt Mỹ không bị ảnh hưởng bởi chuyến thăm của Putin. Ngày 21 tháng 6, AFA tiếng Việt cho hay, chuyên gia nói rằng chuyến thăm của Putin không làm xấu đi mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ. AFA đề cập đến chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin đến Việt Nam với lịch trình dày đặc của ông Putin. Tuyên bố chung là ký kết 11 văn kiện hợp tác. Và đây là hình bài trên AFA. AFA dẫn nhận định của Thạc sĩ Hoàng Việt, nhà nghiên cứu quan hệ quốc tế từ Sài Gòn cho rằng những văn kiện mà hai bên đã ký kết chỉ nêu chung chung các lĩnh vực sẽ hợp tác trong tương lai, chứ không nêu cụ thể cách thức tăng cường hợp tác, ông nhận xét. Trong tuyên bố chung thì thấy là một mặt Việt Nam ủng hộ Nga, nhưng mặt khác cũng nêu cao những vấn đề mà Việt Nam đã thống nhất từ trước đến nay. Trong đó nêu cao vai trò của Liên Hiệp Quốc, của luật pháp quốc tế và vai trò của Công ước luật biển, thì đó cũng là những cái đáng ghi nhận. AFA cũng dẫn đánh giá của nhà hoạt động chính trị Nguyễn Tiến Trung từ nước Đức cho rằng các tuyên bố giữa Việt Nam và Nga có phần mang tính tuyên truyền lừa dối lẫn nhau. Trước việc Nga ngày càng phụ thuộc vào Trung Cộng để duy trì nền kinh tế và cuộc xâm lược phi pháp ở Ukraine, Tôi tin là chế độ Putin lên tiếng về Biển Đông chỉ là chót lưỡi đầu mồi. Tôi tin rằng chế độ Putin sẽ giúp đảng Cộng sản Việt Nam các công nghệ tinh học để theo dõi giới bất đồng chính kiến, làm tường lửa, tung tin giả để người dân Việt Nam mất niềm tin vào chế độ dân chủ, như Putin đang làm với người dân Nga, ông Trung nói. Và đây là hình Việt Nam đón tiếp tên tội phạm quốc tế. Theo ông Hoàng Việt, dù Việt Nam rất muốn tăng cường hợp tác với Nga nhiều hơn, Tuy nhiên, Việt Nam lại không muốn bị trừng phạt bởi các lệnh cấm vận của Mỹ và phương Tây dành cho Nga. Ông Việt giải thích, đây cũng là thế khó của Việt Nam, không chỉ đơn giản là chuyện muốn đi thăm hoặc không đi thăm, mà Việt Nam còn rất nhiều thứ phải phụ thuộc vào Nga. Đơn giản nhất là toàn bộ hệ thống vũ khí của Việt Nam gần như là mua của Nga, trước đây là 80% và bây giờ là trên 60%. Vụ tranh chấp pháp lý giữa Powder Machine và PVN trong đó phía Nga đòi bồi thường 500 triệu đô la, nảy sinh khi các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ loại bỏ các ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT là ví dụ điển hình, được ông Hoàng Việt dẫn ra. Ông Việt nhận định, Nga muốn bán năng lượng và Việt Nam cũng muốn tranh thủ mua được nguồn năng lượng với giá rẻ, nhưng khó thực hiện bởi bị lệnh cấm vận tác động. Theo ông Tiến Trung, về vấn đề năng lượng, trong ngắn hạn, Nga sẽ không bị sức ép từ Trung Cộng mà từ bỏ các liên doanh dầu khí với Việt Nam ở Biển Đông. Tuy nhiên, về trung hạn và dài hạn thì câu chuyện sẽ rất khác vì Nga đang dần trở thành chư hầu của Trung Cộng, phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Cộng để phá vỡ thế cấm vận của phương Tây. Và đây là hình trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đã đến thăm Việt Nam ngay sau chuyến thăm của Putin. Mặt khác, dù Mỹ lên tiếng khá gây gắt về chuyến thăm của ông Putin, nhưng theo ông Hoàng Việt, quan hệ Việt-Mỹ hay với các nước phương Tây sẽ không bị ảnh hưởng bởi chuyến thăm này. Chắc chắn là Mỹ sẽ lên tiếng để thể hiện rằng thái độ của Mỹ đối với chuyến thăm này của Putin, nhưng mà chuyện này có thể làm xấu đi mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ hay không thì tôi nghĩ là không. Bởi vì mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ đã từng trắc trở hơn rất nhiều qua bao nhiêu năm mới phát triển lên được tới ngày hôm nay, và chắc chắn là Mỹ cũng hiểu được cái thế khó của Việt Nam. Đối với Liên minh Nga, Trung Quốc, Iran và Bắc Triều Tiên, thì Việt Nam hoàn toàn không thể tham gia. Đây là điều chắc chắn bởi vì Việt Nam đã chọn chính sách không liên minh và liên kết với một bên nào. Đương nhiên, phía phương Tây sẽ cảm thấy không hài lòng, nhưng mà tôi chắc chắn là phía Việt Nam cũng sẽ cố gắng để giải thích, ông Hoàng Việt nhấn mạnh. Nhà hoạt động Nguyễn Tiến Trung thì cho rằng, Đảng Cộng sản không thể bắt cá hai tay, mãi khi xung đột giữa khối độc tài và khối dân chủ trên thế giới ngày càng dữ dội, Tôi tin rằng, một khi có lựa chọn chiến lược tốt hơn Việt Nam trong vấn đề chống sự bành trướng của Trung Cộng trên Biển Đông và nguồn cung đất hiếm, thì Mỹ, các nước Châu Âu và phương Tây sẽ bỏ qua Việt Nam. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Quan hệ Việt Mỹ không bị ảnh hưởng bởi chuyến thăm của Putin. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo .d .để, để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.